nhá hàng thành quả cho mấy anh em xem của cuộc hành trình mới vừa qua, được 7 em. Đây là con đồng, cánh sệ nè, mình có làm dấu, mình có tẻ cái đó, mình có tẻ bớt cái phần đuôi đó. Anh em đón xem kênh Q69 để xem clip của nước chơi của từng em đó nha. Tài năng của mấy em nó như thế nào? Thì chuyến đi này được 7 em, có một em mình đi đó là mồi sổng hay là chim sổng gì đó, để chiều nay mình đưa clip lên cho anh em xem tham khảo nước chơi của con chim sổng đó đầu tiên nha. Với mình lên lồng hết một con rồi, giờ còn đây là năm con với con mồi sổng là 6, với lên lồng một con nữa là 7. Trời ơi, con đồng hung hăng rồi đó, nó đánh người ta kìa, nó coi đánh kìa, đánh lộn kìa. Con đồng cánh sệ này là nó là siêu phẩm luôn, nó đấu với con mồi mà TH của mình đó là đâu để cái đuôi, nó để cắt ngang chóp đuôi để làm dấu đó nè, chuẩn bị hồi lên lồng đó. Nó đấu với con mồi TH của mình đó mà đâu tiếng mấy đồng hồ đó, nó đập, và anh em đón xem clip rồi biết, nó đập sệ cánh nó luôn á, nó đập chày chóc cánh nó luôn á, hung hăng dữ thiệt, nó đập mồi. Rồi mời anh em theo dõi kênh Q69 đón xem clip của nước chơi của từng em đó nha. Rồi xong rồi mình sẽ lên lồng cho chim ăn uống ổn, rồi có gì mình sẽ quay lên từng con để mình review lên từng con để cho anh em tuyển chọn và chia sẻ về cho anh em để nuôi gọt mồi để cùng phát huy đam mê anh em ơi. Sảy nha anh em, đeo từ rồi sáng tới giờ đó, anh em coi bộ đuôi nè, bốn con mồi nó đâu phục được, đổi kèo nãy giờ bốn con mồi á, nó gớt lên gớt xuống, phải mắc đổi mồi cho nó lạ tiếng mới thu phục được á. Chim sảy con này chắc mồi quá, trời ơi dính cái móng con chút xíu à. Dính, tao thấy nó dính nãy giờ hay gì rồi mà tao nói mày không tin. Đứng im gu là đứng gỡ. À, con này còn nguyên. Đây. Mồi sảy nha anh em. Chìm hết biết cái dàn quy dàn cơm hù cà lâm luôn mới ghê chứ. Rồi anh em vào chờ xem hóng clip em nói nghe anh em ơi, anh em nào ưng thì alo. Chim này mình dám khẳng định với anh em là 100% là chim sảy, mà không biết là mồi hay là bổi thôi. Con này chắc mồi quá, nếu bổi thì lông nó cắt, con này lông nó ra rồi nè, mồi có ai sảy nè. Chim kèm ghê, vừa tàn kèm cứng ngắt luôn nha anh em, khỏi bàn.
chim khỏi cái bàn nước kèm. Da da da.